Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là ngày thứ bảy, ngày 22 tháng 10 2022. Tiếp tục lại gửi hàng tới cho anh em nhé. Thì những cái video tổng kết như thế này, mục tiêu là để thứ nhất là điểm danh hàng của anh em đã đi chưa, để cho các anh em mua hàng coi tiện để biết là hàng của mọi người đã đi chưa ha. Thứ hai nữa là giới thiệu cho anh em những cái loại đèn mà mình đang đi bán rất là nhiều ha, rất là nhiều để anh em mua hàng an tâm hơn. Cái tiếp theo nữa là để giới thiệu rộng rãi cho mọi người biết là ngày nào mình cũng đi hàng và ngày nào cũng có hàng và lúc nào cũng có hàng để gửi cho mọi người nha. Thì đầu tiên là hai thùng CD 1000, hai thùng CD 1000 anh em, mỗi thùng 4,5 triệu nha. Đây, đây thùng với đằng đó thùng ha, đó thùng á, hai thùng. Đấy, để gửi cho anh khách mối nha, anh Dương ở tổ 1 khu 5 xã phường An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang, ở đảo nha em, ở đảo Kiên Giang nha. Đấy, để mua về để lắp ở trên ghe đi biển á, thì ảnh quay lại mua hàng lần thứ ba thứ tư gì rồi mà lần nào anh cũng lấy GD 1000, lần này anh lấy hai thùng 4 cái luôn nha, hai thùng 4 cái. Đấy, tiếp theo là đây, tiếp theo là lưu carbon 4.0, giá là 1,6 triệu một bộ nha, 1,6 triệu một bộ. Đây, lưu carbon 4.0, đấy, có hai bộ ha, lưu carbon 4.0 nha anh em. Đèn này bảo hành 5 năm lần nha, và nó rất là xịn sò ha. Cái đèn gọi là rất đẳng cấp xịn sò, đó là một dòng đèn cao cấp nha anh em, cao cấp xịn sò đẳng cấp, bảo hành tới 5 năm. Nó dám bảo hành mình 5 năm là anh em biết cái chất lượng của đèn đó, thấy không? Đó, đồ điện tử mà dám bảo hành đến 5 năm là biết chất lượng như thế nào rồi mọi người ha. Bảo hành 5 năm, lưu carbon 4.0 hai cái. Một cái gửi cho anh Long ở Chí Linh, Hải Dương. Một cái gửi cho chú Hiếu Nghĩa ở Bà Rịa Vũng Tàu ha. Ở Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy. Rồi sau đó là một tấm pin M100. Tấm pin M100. Đây. Giá là 1,050,000. 1,050,000 tấm ha, tấm pin M100. Gửi cho anh Cao Nhân ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Ảnh có cửa hàng anh em, cửa hàng anh làm nhôm kính vậy. Hôm nay anh lấy của mình cũng 4 5 lần rồi. Đây, bữa nay anh lấy có một tấm M100, 100W của hãng Gigawatt, 1,050,000. Tiếp theo là con kích mình thanh lý anh em, con kích Sure. Đây, con kích Sure 500W, giá 800,000. Gửi cho anh Sơn ở dòng Riền, Kiên Giang. Đây, mới thông báo thanh lý ngày hôm qua, thì bữa nay nói chung là ngày hôm qua anh mua luôn ha. Rồi bữa nay mình mới gói nè. Kích xin chuẩn nha. Xin chuẩn chứ không có xin vuông hay xin mô phỏng nha anh em. Xin chuẩn 500W, hàng Sure, thanh lý 800k. Đấy, anh lấy nè. Có mấy anh kia lấy mấy cái món kia nữa mà chưa có gói được. Tiếp theo là UFO 1000. Gửi cho anh Trung ở Tân Phước, Tân Hồng, Đồng Tháp. Đây, UFO 1000 nè. Anh Trung ở Tân Phước, Tân Hồng, Đồng Tháp. Gói kỹ lắm nha mọi người. Ha. Rồi, một cái gương lồi 120W kèm cộng dây. Gương lồi này mình còn có một cái cuối cùng. Và mình cũng thông báo với anh em luôn, thời gian tới là mình không có bán gương lồi 120W và 200W nữa. Mà mình chỉ bán gương lồi 300W thôi. Lý do là tại vì anh em mua 300W nhiều quá. Cho nên giờ bán 300W luôn. Bán 200W với 120 nó hơi chậm anh em. Nói thật thà như thế ha. Anh em đam mê thì mua 300W, tại vì người ta mua 300W nhiều dữ lắm. Cho nên bán cái loại đó. Còn 120W này còn một cái gửi cho anh mình luôn ha. Anh Dũng Trần ở thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Ở thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Rồi một bộ năng lượng mặt trời độc lập. Năng lượng mặt trời độc lập gồm có tấm pin 100W ha, M100 của hãng Gigawatt, 1,050,000. Một con kích Trung Quốc nội địa 1,6 kg, 900,000. Một con Sure điều khiển sạc 200,000. Con Sure 30A nha, Sure 30A 200,000. Con kích 900,000, 1,6 kg. Và tặng một cặp MC4 ha. Thì cái bộ này có một tấm pin nè, cho nên giá của nó có nhiêu? 2,150,000 thôi.
2.150.000 là chúng ta có bộ độc lập xài, nhưng mà nó chỉ có một tấm pin thôi nha anh em, có một tấm pin 100W thôi. Anh em có thể nâng cấp lên 4 tấm hay 8 tấm gì đó tùy mọi người nha. Đấy, ở đây anh xài thử, anh xài một tấm pin à. Một tấm 100W ha. Một con kích 1.6 và một con sua 30A. Giá cái đống đó là 2.150.000. Có được tặng một cặp MC4 nữa nha anh em. Phí vận chuyển chắc cũng 5-60.000 nữa. Đấy. Thì đây là những đơn mà mình đi ngày hôm nay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 đơn nha, 9 đơn. Còn một số UFO kim cương mười mấy cái nữa mà bây giờ trong nhà hết à. Khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa UFO kim cương nó mới có, và mình tiếp tục gói UFO kim cương để gửi cho anh ở ở dưới Hậu Giang ha. Đang gói tự nhiên cái hết kim cương. Đó thì lại kéo về, thì kéo về. Khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa có đa bao la kim cương để gói tiếp. Đấy, anh em đam mê thì liên hệ mình nha. Ngày nào cũng gói hàng, ngày nào cũng đi hàng cho anh em hết. Đó, cho nên là mọi người mua hàng thì cứ liên hệ thôi. Chứ lúc nào mình cũng sẵn lòng để đem hàng về và giao cho anh em nhé. Đặc biệt là lúc này có Blue Carbon rất chất lượng nha mọi người. Giá cả thì cũng không phải thấp đâu, nhưng mà hàng rất là chất lượng. 4.0 là 1.6.000, còn 3.0 á, đây nó hai cái nếp trong đây nè. 3.0 á là 1.250.000. Phí vận chuyển thì 5-60.000 gì đó ha. Ở Blue Carbon hàng bảo hành tới 5 năm, quá chất lượng ha. Còn Zindian 1.000 như bên đây thì khỏi nói rồi, anh em cũng biết không, khỏi cần nói nhiều, ta cũng biết Zindian 1.000 rất to ha, cái thùng có hai cái mà bự vậy. Đấy, to và cũng đắt tiền ha, 2.250.000 một cái, hai cái là thành ra 4.500.000 nha mọi người. Thôi mình xin chào anh em nha, hẹn gặp mọi người những video lần sau.